Dạ vâng, em Quốc Hùng xin kính chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay bên em về được một số sản phẩm phụ kiện âm thanh do tín hiệu ở đầu rất tín hiệu nha bác nha. Thì ở đây thì bên em về cũng tương đối khá là nhiều những cái sản phẩm để phục vụ cho tất cả bác. Và các bác đang có nhu cầu cần những cái sản phẩm như thế này thì liên hệ cho Quốc Hùng nha. Thì chủ yếu là do tín hiệu và rất đầu tín hiệu nha bác nha. Rồi ok, thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên để gửi đến cho tất cả bác trong video ngày hôm nay. Đó là sản phẩm dây tín hiệu Canon. Đấy, một đầu Canon đực ra hai đầu 6 ly nha bác nha, ra hai đầu 6 ly. Thì sản phẩm này thích hợp cho tất cả bác kết nối với những dòng như là từ vang xuống đài 4 kênh đó bác, đài 4 kênh, đài 8 kênh. Thì các bác có thể kết nối những cái sợi dây tín hiệu một đầu ba lăng và hai đầu 6 ly như thế này. Đó. Và một cặp như thế này thì nó sẽ có giá là 450k nha bác nha, 450k một cặp. Đó. Đấy. Rồi, dây là dây Summer của Đức nha bác nha, dây bản nha bác nha, dây Summer của Đức lên đầu. Còn ở đây thì ta sẽ có là ba lăng ra ba lăng cái ra một đầu 6 ly. Canon cái ra một đầu 6 ly, ba lăng hoặc là Canon thì nó là một. Đó. Tùy theo các bác gọi thì nó đều là một đầu nha bác nha. Đấy. Canon cái này là 6 ly này, một đầu thôi, là một đầu 6 ly. Thì cái này thì có giá là 200k một cặp nha bác nha, 200k một cặp. Đó. Hàng thì bên em luôn có sẵn để phục vụ cho các bác nha. Thì do là Summer bãi của Đức. Đấy. Đây là Summer của Đức nha bác nha. Rồi, đó là do tín hiệu về ba lăng và Canon và rất 6 ly. Đấy, Canon ra một đầu 6 ly và Canon ra hai đầu 6 ly. Đấy. Một cặp là 200 nha, một cặp là 200 ngàn thôi nha bác. Đó, còn phía bên ba lăng ra hai đầu 6 ly thì em báo giá lại cho cao bác nha, để nhầm giá này. Báo giá lại này, cái này là 350 nha, 350 ngàn một cặp. Đấy, 350 ngàn một cặp là hai đầu 6 ly. Còn ở đây thì bên em về là dây AV Litton Audio của Mỹ nha bác nha. Đấy, em tháo cho các bác xem này. Đây, dây lội bạc nha bác. Đấy, các bác nhìn này. Đó, đầu Litton Audio, máy nhìn dựa ra nha. Đấy, có chống nhiễu nha bác, chống nhiễu hai đầu. Đấy, dây các bác thấy xịn sò không? Xịn sò luôn nha. Đấy, rất là chắc chắn nha. Dây AV, một sợi như này thì có giá là 600k nha bác nha, 600k một sợi nha bác. Đó, một sợi thì nó ra hai đầu. Đó, nó khác với cái mấy cái dây rồi kia bác. Đây, nó ra hai đầu như thế này. Đó, một sợi như thế này là 600k nha. Thì em về con hàng số lượng thì nó còn được có hơn mười mấy sợi như thế này. Thì em nhập về cho các bác, hàng nó còn không có nhiều nha. Đấy, 600k. Đấy, 600k. Rồi bên này thì dây 3.5 ra AV. Đấy, 3.5 là hai đầu AV thích hợp cho tất cả bác chúng ta cắm từ TV xuống những cái vang hay là cục đáy dây mã vân vân, nói chung cái này thì rất là tiện lợi, các bác cắm từ TV, điện thoại, laptop để ra những cái thiết bị khác. Đấy, dây là dây motor cho mấy nhá, do motor của Mỹ nha. Đấy, motor của Mỹ thì cái này thì có giá là 600 ngàn một sợi nha, mỗi sợi dài 2m. Đấy, các bác nhìn chất lượng không? Dây nó rất là to. Đấy, được bọc ráp dây ráp bên ngoài nên là nó rất là chắc chắn, cực kỳ là chắc chắn nha. Đấy, dòng này thì bên em bán khá nhiều, có chống nhiễu này, chống nhiễu nha bác. Đó, và ở đây thì giá là 600 ngàn nha, 600 ngàn một sợi nha bác nha, dài 2m. Đấy. Và bên này thì bên em cũng về cái dây quang, dây optical, dây optical nha bác. Đó, dây này thì cũng là dây chống xịn đây.
chơi chung xịn audio web đấy, audio web nha bác nha, audio web đây là dây cổng quang, dây cổng quang dài 2m cũng được bọc rắp bên ngoài. Đấy, các bác nhìn dây to chắc chắn, nhìn nó rất là bộ bẩm và khỏe. Đấy, nhìn cực kỳ khỏe và nó rất là chắc chắn và bền bỉ cho các bác ra quá chơi. Mỗi dây như thế này có giá là 1.100.000 nha, 1.100.000, 1.100.000 nha bác nha, một dây dài 2m nha. Còn bên này thì do tín hiệu thì bên em cũng sẽ có những cái sản phẩm lên đầu như là ba lăng Canon đực Canon cái này có giá là 200.000 này. Đấy, 6 ly đấy, hai đầu 6 ly này cho bác cắm từ micro hoặc là cắm từ mixer vân vân. Hai đầu 6 ly thì cái này thì có giá là 200 luôn, đồng giá 200, nói chung là mấy cái này đồng giá 200 hết cho bác nha. Đấy, rồi 6 ly ra Canon đực. Đấy, 6 ly ra Canon đực đồng giá 200 luôn. Đấy, Canon cái ra AV. Đấy, Canon cái ra AV nha, 200 luôn nha bác nha. Với 200.000 một cặp, 200.000 một cặp. Đó. Còn đầu rác tín hiệu. Đầu rác tín hiệu thì bên em sẽ có những cái mẫu như thế này. Mẫu đầu chuyển từ bắp chuối sang mo chim này. Đấy, từ bắp chuối sang mo chim nha bác nha. Đấy, đầu này thì nó rất là tiện lợi cho các bác chơi, kết nối với dây các bác thay đổi nó rất là tiện lợi nha. Đấy, bắp chuối sang mo chim đây, đây nó sẽ như thế này nha bác nha. Thì ví dụ như là các bác đang sử dụng một cái đầu bắp chuối như thế này. Đó, dây của bác bắp chuối như thế này, các bác muốn chuyển sang mo chim thì các bác chỉ việc kết nối cắm vào cái cọc này. Đó, cắm vào rất là chặt nha bác nha, rất là chặt luôn và đây này cực kỳ là chắc chắn nha. Đó, và ra cái đầu mo chim. Đấy, ra cái đầu mo chim nha bác nha. Đấy, hay các bác có thể kết nối với một dây lo khác ở vị trí này, ở vị trí này nha bác nha. Đây, ở vị trí này thì các bác sẽ có thể kết nối với một dây lo khác. Ví dụ như một cái dây lo như thế này đi, các bác đưa vào đây và các bác xoắn lại thì nó sẽ chia ra một cái dây lo khác nữa nha bác nha, chia ra một cái dây lo khác nữa, rất là tiện lợi nha. Thì cái đầu này thì nó sẽ có giá là 40k một đầu như thế này nha bác nha, 40k một đầu. Đó, hàng này thì rất là ít. Đó, em về thì cũng còn được mấy bộ như thế này thôi, không có nhiều nha. Đó, 40k một đầu. Còn về đầu rất 6 ly, rất 6 ly này, 6 ly rồi thì bên em vẫn có hàng này. Đấy, 6 ly rồi thì bên em vẫn có hàng nha. Cái này thì 35k một đầu nha bác nha, 35k một đầu. Đó, 6 ly rồi. Bên này thì bắp chuối mo chim, bắp chuối mo chim nha. Cái loại này thì giá là 30k một cặp nha bác nha, giá chỉ có 30k một cặp thôi. Bắp chuối cũng vậy mà mo chim cũng vậy. Đó, rồi đầu Nakamichi của Nhật, đầu AV nha bác, đầu AV. Đấy, đầu AV đây, Nakamichi của Nhật nha. Thì cái này thì sẽ có giá là 30k. Cái này đúng rồi, sẽ có giá là 30k một đầu nha bác nha, 30k một đầu. Đấy, 30k một đầu. Đó. Rồi ok, thì ở đây thì bên em sẽ về được là những cái rắc ba lăng, rắc Canon, Canon đực, Canon cái này. Canon đực và Canon cái. Thì cái rắc này thì nó sẽ có giá là 40k một đầu nha. 40k một đầu như thế này nha bác nha. Đấy, Canon đực và Canon cái nha. Rồi, phía này thì bên em về những cái rắc new chích, rắc new chích nha bác nha. Đây, rắc new chích này. Đấy, đây thì có sẵn nhiều bác hay gọi là súp con, rắc new chích hay có nhiều bác gọi là rắc súp con nha. Thì rắc này thì có giá là 45k một đầu nha, 45k một đầu như thế này. Đó, về rất hàng số lượng rất là nhiều, các bác để các bác cầm thì các bác alo em. Ở đây bên em cũng về những cái chân đế cao su để các bác gánh dưới cục đáy này, gánh những thiết bị khác. Đó,
nhiều cục đói các bác không có chân đó, các bác gắn vào, hoặc là những cái thiết bị khác các bác gắn vào. Đấy. Thì ở đây thì bên em về số lượng rất là nhiều nha bác nhé. Thì sẽ có giá là 10k một cặp như thế này, 10k một cặp như thế này nha. Thì các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Cái 10k một cặp thôi. Đó. Rồi, đó là những cái sản phẩm mà bên em lên cho bác trong video ngày hôm nay. Dây rất tín hiệu và đầu tín hiệu. Thì các bác lựa chọn những sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp trong khóa hôm qua hai số điện thoại trên tấm biểu màn hình, hoặc là kết bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 707 nha. Đó, để các bác lựa chọn những sản phẩm và em sẽ ship cho tất cả các bác. Đó. Rồi, ok. Thì em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau nha.